giúp mẹ vào kỳ nghỉ hè thôi mà. Giúp được mẹ con vẫn thấy sướng. Vào những ngày học là mẹ cấm đấy. Chỉ được tập trung vào việc học thôi, nhớ chưa? Vâng. Cô gì ơi, cô mới chuyển đến ạ? Cô mới đi làm về ạ? Vâng. Cô ấy bị làm sao vậy mẹ? Chắc là cô ấy mới đi làm về nên mệt. Thôi mẹ con mình dọn dẹp nốt chỗ này có mang đi bán. Vâng. Mẹ ạ, mẹ có khỏe không mẹ? Thế ạ, con vẫn ổn mẹ ạ. Vâng, mẹ yên tâm. Con không tùy tiện kết bạn như lần trước nữa đâu. Con nhớ rồi. Lần trước là Son con cả tin quá thôi mẹ ạ. Khổ sở lắm con mới giải quyết xong. Bài học nhớ đời của con đấy. Người tốt giờ cứ như ma ấy. Nghe nói nhiều chứ đã gặp bao giờ đâu. Tốt nhất con cứ tránh xa đi cho xong. Mẹ nghỉ ngơi đi nhá. Cuối tháng con được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ. Vâng, con chào mẹ. Ôi dồi ôi, sắp đến nơi rồi mà chưa có điện mới khổ cơ chứ. Nhà ai mà còn đến thì dự phòng đi nhá. Mà nhà ai chưa có thì đi mua đi. Kẻo muộn mới có điện lại đấy. Có chuyện gì thế? Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cái gì? Cô không có đâu, mà cô đang ốm. Nhá, về đi. Chả sai đi đâu được. Đúng là chỗ nào con người cũng tham như nhau. Chỉ biết moi lợi ích từ người khác thôi. Nhà cô không còn nến, mẹ cháu bảo đem sang cho cô có cái để thắp ạ. Ban nãy cô bảo cô bị ốm, mẹ cháu bảo đem bát cháo sang cho cô ăn rồi uống thuốc. Mẹ cháu còn nói cô bị ốm, không có ai chăm sóc, mẹ con cháu là hàng xóm thì phải biết quan tâm. Cô có sao không ạ? Cô không sao. Cô xin lỗi con nhé. Tại vì cô thấy khó chịu trong người quá nên cô mới cáu với con. Cô cảm ơn hai mẹ con nhiều nhé. Không có gì đâu ạ. Con về đây.